Xin kính chào các quý vị. Công việc của tôi hàng ngày là lên phòng test lab và tìm những dòng sản phẩm mới và các cách phối ghép, cũng như là nhiều lúc muốn vuốt ve các dòng sản phẩm của mình ở đây. Thì đây, những dòng sản phẩm đến từ audio từ các hãng trên toàn thế giới, nó như những người bạn. Nên khi muốn gần gũi nó để tìm xem những công năng hoạt động sử dụng nó như thế nào, hôm nay thì tôi sẽ xin giới thiệu với các bạn một bộ đôi phối ghép, một đôi loa viên Baby Beethoven Grand. Đây là phiên bản mới nhất của hãng, đây là dòng Refident rồi. Bản rất là cao cấp, thì với một nền âm là những dòng nhạc ca giao hưởng, thì Baby Beethoven này sẽ cất giọng ca tiếng hát như thế nào. Và qua đó thì tôi sẽ xin phối ghép với một chiếc âm ly Primalua. Đây là dòng Evolution, đây là một thương hiệu đầu bảng của hãng, với mã thương hiệu là 400. Thì chúng ta sẽ xem một bên với một sự cứng cáp, sâu lắng, hay dùng cho những dòng nhạc giao hưởng, và một bên có sự mềm mại tinh tế của chất bóng đèn này, thì sự phối ghép đó ra sao? Đầu tiên tôi muốn nói đến dòng Grand Beethoven Baby này. Đây là một cặp loa cột. Nếu mà mình nhìn qua thì trông nó hơi nhỏ gọn một chút, nhưng mà với không gian người Việt thì tôi nghĩ đây lại là một cái lợi thế. Với chiều cao cả chân là 1m1 và với bề rộng cả chân là 26cm, nhưng mà với lòng trong này của cặp loa này thì nó chỉ 18cm thôi. Nhưng bề sâu này thì lên tận 33cm. Và cặp này thì hoàn toàn được sử dụng một loại gỗ rất đặc biệt, và các gỗ này thì đều được gia công chất lượng cao tại Ý, và sau đó được chuyển nguyên thùng về đến đất nước Áo. Và từ đó, với những chuyên gia lành nghề kỹ thuật lâu năm của các kỹ sư đến từ hãng Viên này, bắt đầu người ta mới ráp các hệ thống của phần tần, và sau đó là người ta mới ráp vào các củ loa vào. Và các củ loa này thì đều là củ của loa chất lượng cao, đã được qua những bài test rất là khắt khe. Và loa này thì là loa 3 đường tiếng, với loa chép ở trên là đôm lụa này, là 1,1 inch, tức là nó vào khoảng gần 2,8cm. Và năm nay thì Viên này nó đưa ra một cái cấu trúc, tức là giữ gìn hơn nữa với màng loa này, nên người ta đã làm một hệ thống lưới thép chống bên ngoài thế này để tránh tình trạng là làm bẹp hoặc là lõm đôm, thì nó sẽ tạo ra, thứ nhất là vừa nó không được đẹp mắt, cái thứ hai nó sẽ bị giảm chất lượng âm thanh. Nên người ta đưa cái này ra thì tôi rất là đồng tình với ý kiến này, tức là nhìn trong cặp loa này trông nó sẽ cứng cáp hơn. Với loa driver của Midland với cả loa bass ở dưới thì đây là các khối modem khác nhau, nên người ta đã tách rời ra. Và với ba cặp loa này thì đều có một cái tức là đường kính thì là tương đối đồng đều nhau, đó đều là khoảng 15cm. Và năm nay thì hãng Viên Baby Beethoven Grand này đã cho ra một loa này, đây là dòng loa làm theo công nghệ loa đầu bảng của hãng, đó là dòng The Music. Đây là loa mặt phẳng. Thì mọi người khi nhìn vào cặp loa này thì sẽ thấy có một sự rất lạ. Các loa bình thường thì nó sẽ có nón loa và rốn loa. Thì cặp này cái đốn rốn loa thì nằm ở đây, lại bằng vải. Đó, bằng vải. Sau đó mặt loa này lại bằng phẳng, lại bằng composite. Đó, sau đó nếu các bạn nhìn sâu hơn nữa thì các bạn sẽ thấy các cái sự khía của các cái đường này. Đấy. Và cái gân loa này bằng gân cao su, nhưng mà lại lộn ngược vành bên trong. Chỉ có một vài ba hãng trên thế giới này thì người ta mới làm theo cái kiểu công nghệ này. Và loa chép và loa chung này thì một modem, còn tách từ đây xuống đây thì lỗ thông hơi thoát đằng sau, và tách dưới đây thì loa bass. Lên với loa ba đường tiếng này thì Viên này thì hoàn toàn nghe nó sẽ lợi thế được cả về giải trầm. Và giải trầm của Viên này thì xuống tận 33 Hz, còn giải cao thì lên được 23 Ki. Tức là nó rất phù hợp với dòng loa chép này, nó cho một cái chất âm tương đối là tự nhiên. Và với cặp loa này thì đứng trên bộ chân khung như này thì tôi thấy là rất là hay. Tức là cái bộ chân xương ga này hôm qua tôi bắt vào thì tôi thấy người ta đã sơn tính điện và anode hóa rồi, nên khi bắt vào đây thì nó có một cái sự chắc chắn. Đó, còn đây là mã thương hiệu logo. Và ở ngoài này thì làm được cái gỗ lạng này thì tôi nghĩ tuyệt hảo. Sờ nó rất là mát tay và nó mượt. Tức là các, nếu như trong các người ta làm gỗ hay gọi là các tom gỗ thì đây gần như là không thấy đâu. Đó, và tất cả các vân này nó đều có một cái nét đẹp riêng của cái vân gỗ này. Đấy, các mắt gỗ này. Và cọc loa đằng sau thì được dùng những cái cọc jack RCA. Là những cái cọc đấy, tức là cọc loa mà mình bắt RCA cũng được. Mà jack
bắp bắp chuối cũng được, hoặc là mình bắt từ kiểu được, nhưng mà cặp hoa rất là đẹp, nó hình hoa và nó trên có một mảng thép, tức là người ta đã làm cái phân tần ở trên đó để nó có hiện tượng xả nhiệt nhanh bằng những cái tụ polyuren của người Pháp người ta đã đưa vào, và những cuộn cảm cuộn trở là đều được các kỹ sư của đất nước Áo này là tìm ra. Nhưng mà một điều tôi cứ thắc mắc là với loa này thì cái đường dẫn âm nó sẽ như thế nào? Thì khi các bạn bật loa leo to lên thì các bạn sờ đây, các bạn sẽ thấy có một độ rung rất nhẹ. Thì cái loa này cái độ phản xạ âm đằng sau nó rất lớn, tức là sờ đằng sau có độ thoát hơi. Thì các bạn mới để ý với nó mới thấy cái độ thoát hơi đằng sau nó là kinh khủng. Nên chính vì thế loa này khi người ta đưa ra thị trường với các kỹ sư của hãng và các chuyên gia setup đã khuyến cáo các bạn là nên nhìn theo bảng setup của hãng, tức là loa bookshelf thì setup ở định dạng như thế nào, loa cột nhỏ vừa thì setup thế nào, và loa cột lớn thì sẽ là làm sao, thì đã có một cái bảng đó nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi mình mua những loa này, và mình cố gắng làm sao để làm ở cho nó được đúng nhất mấy cả các chuyên gia setup, thì âm thanh sẽ cho mình được một chất âm thanh tuyệt hảo và nó sẽ đưa cho mình đến một cái sự phù hợp nhất với các phòng của mình. Còn bây giờ tôi cũng muốn quay lại với Long Viên này, thì các bạn vẫn thường nghe thấy người ta khuyến cáo là thôi chơi những dòng loa nhạc viên này thì nên tìm những dòng nhạc giao hưởng trữ tình hoặc là những nhạc không lời, thì nó là một thế mạnh số 1, vì dòng viên này nó cho một chất âm tương đối là chính xác, cái độ chính xác nó rất là cao, cái âm hình thì nó rất là chuẩn, nên khi mình nghe mình cảm nhận được ngay. Nhưng hôm nay tôi lại muốn ghép với cả một chiếc âm ly Prima Wah Evo 400 này, tôi muốn dùng cái sự ấm áp của bóng đèn để làm mềm bớt cái sự cứng cáp cứng cỏi của dòng loa viên này đi một chút. Và dòng này thì là đây là dòng thừa hưởng của dòng đồ bảng và được các kỹ sư Hà Lan thì cũng như là sản xuất tại Mỹ đưa ra, và dòng này là một trong những gọi là cái mạch rối, tức là trong giới chơi âm thanh người ta gọi là mạch rối pole to pole, tức là đưa các cái mạch điện đến với nhau bằng các mối hàn nguội, nhưng mà những cái đường điện ở trong mạch này, tức là những dây điện để dẫn nguồn ấy, thì nó đều là các dây đồng OFC của Thụy Sĩ. Và chiếc âm ly Evo 400 này thì được một cách thừa hưởng, tức là những cái gì tốt nhất của hãng đã đưa vào đây, với một dàn bóng là 6 bóng 12 AU7 để cho bóng pre. Sau đó đưa vào qua bóng công suất, đưa qua một cái chọc, tiếp tục đưa bóng công suất là 8 bóng L34 đế nâu. Sau đó đưa qua biến áp xuất âm. Và biến áp xuất âm này thì được là làm ở trong hai hộp thiếc riêng và đổ microfog vào để giữ cái độ tĩnh nền, và khẳng định với các bạn là các chuyên gia đã chứng minh là độ ồn giảm so với một, tức là 8 đến 10 phần so với cả những âm ly thông thường, tức là độ ồn độ tĩnh nền. Nên khi các bạn cảm thấy khi tôi đang bật hệ thống như này thì các bạn dùng máy quay như này mà để sát đây mà các bạn không thấy nghe một tiếng gì từ phát ra loa cũng như cái hệ thống của âm ly này, thì các bạn thấy cái độ tĩnh nó tốt như thế nào. Và chiếc âm ly này thì nó có 5 suộc vào để mình chọn cho người chơi có thể là chơi theo được các định dạng khác nhau. Và sau đó người ta sẽ thêm một cái option của đường phono, nhưng với điều kiện các bạn phải bỏ thêm tiền ra để mua cái mạch phono đó, hoặc các bạn chơi phono ngoài và thêm được con này, tức là ứng dụng thêm một cái là chơi được cả hệ thống như là mono block, tức là mình gạt lên thì thành mono block mà gạt xuống thì thành âm lịch stereo, và nó có thể chơi được như là một con công suất đó. Nên khi các bạn chơi này thì nó tương đối là đa năng. Nhưng cái chính của trong chiếc âm ly này mình đòi hỏi là cái gì? Đó chính là cái màu sắc âm thanh, tức là cái độ méo hai và cái signal to noise cũng như là cái trở kháng đánh ra loa. Thì với đánh chiếc âm ly Yamaha này nó có hai định dạng đánh. Một định dạng đánh ở ultralight thì là lên tới 70W cho trở kháng 8 ohm, và đánh ở định dạng chill, tức là khi công suất giảm đi một nửa thì nó chỉ còn có 35W thôi. Nhưng mà nó sẽ cho một cái chất âm hay hơn rất nhiều, nhạc tính rất là cao. Và nếu như các bạn chỉ nghe giọng vocal hay là những dòng nhạc trữ tình hoặc những dòng nhạc nhẹ thì các bạn nên trả về cái định dạng là chơi ở dạng chill, thì cái đèn khi lúc đó là mình ấn trên tem mode thì cái đèn bên này nó sẽ chuyển bên này là màu đen. Còn đây hiện tại tôi đang đánh đây là định dạng ultralight, là vì đây là một đôi loa cây có trở kháng 4 ohm và độ nhạy 89 dB, nên tôi muốn thử sức cùng dòng này. Nhưng mà qua những đoạn nhạc test vừa rồi thì tôi thấy cũng rất là ưng bộ đôi này. Và với chiếc âm ly này thì các bạn không phải lo, vì hãng đã hỗ trợ thêm cho các bạn một cái dọ lưới như thế này, để khi đặt vào âm ly này thì các bạn hoàn toàn có thể là nhà có em nhỏ
hoặc là các thú nuôi thì thú cưng thì các bạn cũng không phải suy nghĩ gì nhiều về vấn đề này. Và đây là một hệ thống khi đặt vào thì nó rất là trông rất là đẹp, nó giống như một mái vòm. Với bộ đôi này thì tôi rất mong muốn là có một cái buổi trải nghiệm giữa một cái sự cứng cáp của đôi loa, cái sự mềm mại của âm đi sẽ cho ra một màu âm như thế nào. Thì tôi vẫn muốn đánh vào đầu CD metronome. Vâng, vì metronome này thì nó cho một chất âm tương đối là trung thực, vì hôm nay tôi muốn test hoàn toàn theo một cái phong cách mới. Và dây dẫn thì tôi cũng vẫn sẽ dùng dây dẫn của Nordot, và là còn cũng không phải để các bạn đợi lâu, sau đây tôi sẽ xin test ngay những bản nhạc trữ tình để dành cho các bạn. Xin mời.
Vâng, với những bản hàng test vừa rồi thì các bạn mới thấy sự lợi thế của những dòng loa viên đến từ đất nước Áo. Một đất nước luôn sản sinh ra những dòng loa rất tuyệt hảo. Và hôm nay với sự kết hợp của dòng Primaloa Evo 400 này thì chúng tôi đã có một buổi test nhạc rất là hoàn hảo, hoàn thiện. Và với một cái công nghệ mà âm đi đèn như thế này thì chúng tôi đã tìm được một chất âm rất là cân bằng trong màu sắc âm thanh của ngày hôm nay. Vừa nghe được nhạc giao hưởng lại vừa có thể nghe được giọng vocal với những giai điệu rất là ấm áp của bóng đèn. Các bạn thấy hay, hãy vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, và các bạn hãy nhớ đến Thiên Hà Audio. Xin hẹn các yếu tố sau.